triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch 26 tỷ đồng. Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đã đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ người cầm đầu là Nông Văn Bảo, sinh năm 1992. Mở rộng điều tra, Công an huyện Văn Lãng đã triệu tập 6 người có liên quan, trú tại Tân Thanh, Đồng Đăng và một số địa bàn khác trong tỉnh Lạng Sơn để làm rõ về hành vi cá độ bóng đá, tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản, trong đó có điện thoại di động, máy tính, đồ vật, tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội. Cùng một súng khí nén, 4 con dao tự chế. Qua quá trình đấu tranh khai thác, các nghi phạm khai nhận từ khoảng tháng 8 đến nay đã dùng 8 tài khoản cá độ bóng đá từ website HTTP. FIFA88.com để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch ban đầu làm rõ khoảng 26 tỷ đồng.